công ty của mình đang làm dịch vụ rửa khô thân vỏ tàu bay. Bên mình sử dụng một cái loại hóa chất đặc biệt mang tên là Skywatt. Hóa chất này bên mình nhập từ nước ngoài về, ở Việt Nam mình hiện tại bây giờ là chưa hề có. Đây là một loại công nghệ rất là cao. Hóa chất này sử dụng nó rất là đơn giản. Mình chỉ cần phủ qua một lớp hóa chất lên bề mặt tàu bay. Sau đó là chờ trong khoảng tầm 3 đến 5 phút, hóa chất khô đi, mình sẽ dùng rẻ lau khô. Khi đó là công việc được hoàn thành. Khi mà cái công việc hoàn thành ấy thì sẽ để lại trên lớp thân vỏ tàu bay một cái bề mặt rất là trơn, bóng, mịn, và đặc biệt là cái hóa chất này thân thiện với môi trường. Rửa khô máy bay là công việc tương đối đơn giản. Đầu tiên chúng ta tiến hành rửa khô toàn bộ bề mặt thân máy bay, sau đó tiến hành rửa khô phần cánh. Trong quá trình rửa khô, bộ phận bảo dưỡng có thể tiến hành bảo dưỡng máy bay và làm việc kỹ thuật về máy bay.